Cotecons luôn tiên phong trong việc thiết lập chuẩn mực cao về chất lượng công trình. Cotecons là công ty xây dựng tiên phong tại Việt Nam, cùng kết hợp với đối tác khắp nơi trên thế giới để tư vấn, thiết kế, xây dựng những công trình mang tầm cỡ quốc tế. Khởi đầu năm 2004, từ quá trình cổ phần hóa chỉ với 50 nhân viên, Cotecons hiện đã có cả nghìn nhân sự, tạo nên một tổ hợp quy mô lớn nhất cả nước trong ngành xây dựng. Và điều làm cho Cotecons khác biệt, đó là mỗi thành viên đều là một mấu chốt quan trọng trong một đại gia đình, một tập thể cùng lao động và luôn hướng về một mục đích chung, cam kết cống hiến cho sự hài lòng của khách hàng. Cam kết đó luôn vững chãi như những tòa nhà mà chúng tôi xây dựng lên, tất cả đều gói gọn trong một triết lý kinh doanh, tinh thần trách nhiệm. Từ khâu lên ý tưởng thiết kế đến hoàn thiện, và hơn thế nữa, mỗi cá nhân đều hiểu rõ trách nhiệm của mình với khách hàng, và sự tận tâm đó sẽ còn mãi ngay cả khi công trình đã hoàn tất. Tại Cotecons, chúng tôi không chỉ là một nhà thầu xây dựng đơn thuần, chúng tôi giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường, tìm kiếm địa điểm đầu tư và cung cấp một kế hoạch đầu tư toàn diện cho từng nhu cầu của khách hàng. Và chúng tôi luôn ở bên bạn trên mọi bước đường đầu tư. Với Cotecons, mọi dự án đều có thể thực hiện được, từ những khu phức hợp thương mại giúp kinh tế phát triển, tới những tòa cao ốc hào nhoáng tạo nên một quần thể hiện đại, cho đến những nhà máy, công trình công nghiệp hiệu suất cao, đồng thời thân thiện với môi trường. Tự hào là nhà tổng thầu thiết kế xây dựng lớn nhất Việt Nam, với hơn một thập kỷ kinh nghiệm cùng với kỷ lục an toàn, chất lượng cùng hiệu quả thi công. Cotecons luôn sẵn sàng đồng hành cùng sự thành công của nhà đầu tư. Cotecons, our experience drives us forward. Chi tiết liên hệ 0902 180 329.